Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Như là ngày hôm nay đã là 20 âm lịch rồi, còn tầm khoảng là chục ngày nữa là đến Tết rồi nha anh em ơi. Ui, thích quá nhở. Rồi nha, thì nếu như mấy anh em đăng nhập và chơi game trong ngày từ 14 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 đây, tức là đăng nhập trong dịp Tết, các bạn sẽ có cơ hội trúng được full vòng quay chế tác, một cái app có full vòng quay chế tác luôn nha anh em ơi. Rồi là iPhone 11 Pro Max chơi game cực kỳ là mượt, và 20 triệu kim cương miễn phí thì chia đều cho toàn server nhá. Các bạn có thấy ngon không ạ? Các bạn có thấy hấp dẫn không ạ? Thế này, như vậy thì anh em đăng nhập Free Fire nhận rất là nhiều quà. Ok, khá là ngon phải không nào? Thì ngày hôm nay thì chúc cho tất cả các bạn đang xem video trên kênh của Sĩ Kẹo, chúc cho tất cả anh chị em đấy đang xem video trên kênh của mình là ngày càng xinh đẹp đấy, ngày càng đẹp trai hơn. Với lại thì anh em năm mới thì các bạn học tập làm việc hiệu quả hơn này đấy. Tiền vào thì cực kỳ là nhiều, mà tiền ra thì mãi thì không thấy hết đâu. Rồi nha anh em, mình đã có được 2 kill trong cái trận đấu này. Mặc dù là ngày hôm nay mới chỉ là 20 Tết thôi, nhưng mà ở ngoài đường đã có không khí Tết rất là nhộn nhịp rồi anh em ơi. Hôm qua thì mình có đi ra ngoài thì thấy là anh em ở ngoài người ta đã bán, đó là bán đào này, bán mai này, bán quất này, bán hoa cúc này, rất là nhiều cây cảnh các thứ anh em ạ. Ui, đấy để phục vụ cho dịp Tết đó mà anh em. Cũng như là mình đã thấy là cái không khí buôn bán vô cùng là nhộn nhịp, và mình biết rằng là Tết sắp đến rồi anh em. Rồi nha. Ui, hồi nhỏ thì nói thật với anh em luôn, đó là năm nào thì cũng mong là Tết đến để nhận được lì xì nhá. Ui, ok luôn, 3 kill. Còn bây giờ thì lớn lên rồi thì Tết lại bảo là ui, như này tiền bây giờ làm không có, lấy đâu ra mà lì xì các cháu, lì xì các em. Ten ten, ngồi quần máu nào mọi người. Không biết là mọi người xem video trên kênh của Kẹo đây, tất cả những bạn học sinh đã được nghỉ học chưa nhở? Mình nhớ là làm gì được có chuyện nghỉ học sớm như này. Có lẽ như là mấy bạn sinh viên này, hoặc là học cao đẳng hay là học nghề thì may chăng là các bạn được nghỉ Tết sớm hơn thôi. Chứ còn là học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chắc là phải học nốt mấy hôm nữa. Let's go, qua phía này coi. Và quan trọng là phía này thì Kẹo vẫn chưa thấy ai cả. Nãy giờ thì sương sương 4 kill luôn. Với cái bộ trang phục này là bộ trang phục nam tước máu nha. Một bộ trang phục đã từng rất là hot luôn anh em ơi. Ngày trước thì nó xuất hiện ở trong cái vòng quay kim cương. Anh em trông nó có ngầu không ạ? Trông như kiểu là sát nhân vậy anh em ơi. Sát nhân trên đảo quân sự ngày hôm nay sẽ là Kẹo nhá. Năm nay thì tâm sự với mọi người có lẽ như là hơi buồn, bởi vì là mình nghe được thông tin đó là năm nay thì không có táo quân. Mà bình thường thì Tết năm nào thì mọi người cũng kiểu như là xem táo quân vào cái đêm giao thừa ấy, rất là vui luôn. Mà mình nghe được thông tin đó là năm nay thì đài truyền hình không sản xuất táo quân, nên là đâm ra cũng kiểu như là buồn, kiểu là dừng hẳn cái chương trình táo quân ấy. Mà thay vào đó thì thật ra thì có chương trình gặp nhau cuối năm thì cũng được nhở. Với chương trình gặp nhau cuối năm thì chắc chắn là sẽ có sự góp mặt của rất là nhiều những cái danh hài anh em ạ, xem hài Tết. Ơ mà tầm này hình như là mình nghe nói là sản xuất rất là nhiều những cái bộ hài Tết rồi, anh em đã xem chưa nhở? Cơ bản là Kẹo thì ngày nào cũng chơi game, ngày nào cũng làm video cho mọi người xem, mới đâm ra là cũng chẳng có thời gian cơ. Thế bây giờ để coi nào, trong trận đấu này của chúng ta còn lại 18 người chơi đấy nhá. Lên trên xem nó ở đâu anh em, để còn vả nó luôn nào. Tình lao nhau với Kẹo là không ổn đâu. Ui vãi, ui vãi, có một đứa ở trên các bạn ơi. Hơi căng nha, hơi căng nha. Hello, các bạn đã cảm thấy sôi động không ạ? Để mình qua đây xíu nào. Anh em đã cảm thấy là nhạc nền hôm nay có sôi động không ạ nhờ? Hôm nay cho hẳn quả nhạc nền Tết cho nó máu nhờ. Ở bên trên này là mình chưa thấy ai này, kiểu vãi hàng thế nhờ. Thế này đào đâu ra người? Thì cơ bản là ngày hôm nay thì anh xe ôm sẽ hóa thân thành anh xe ôm mặc áo dài đấy. Chúc Tết anh em ạ. Vãi. Mà trong game nó không có cái bộ trang phục áo dài, có bộ cho nữ thôi. Thế nên là mình mặc cái bộ trang phục là nam tức máu này, giống hệt quả áo dài đỏ mình mặc lúc đầu video đó mọi người. Để mình coi nào, tầm này là chất thằng này hơi khoai này. Rõ ràng là nó trên đấy mà mình lại đang ở dưới. Pha này hơi khoai thật. À, kia rồi. Kia rồi làm sao? Bây giờ chủ tính chạy đâu hả? Chạy đâu hả em ơi? Không biết là nó tính chạy đâu nữa cơ. Thích slow không em? Có thích solo không em? Lên trên và nó luôn này. Nói chung là hôm nay đứa nào ấy
mà chúng nó chơi mất dạy là kẹo lên trên kẹo vàng nó luôn này. Nhưng mà mình sẽ chạy vòng lên một đoạn đi. Đây ok. Qua đây loot xác trước nhá mọi người nhá. Uầy, có rất là nhiều đại tử liên này. Nó đây. Nó đây à? Mà làm sao? Uầy, làm sao? Yes. Ok luôn. 6 kill. Ngon lành không mọi người? Vâng, như vậy thì hiện tại kẹo đã có được combo súng, đó là một cây Famas này. Chúng ta có thêm một cây MP5 nữa này. Combo súng này thì chơi game thật sự là cũng khá là ổn anh em ơi. Ok nhá. Quấn full cây máu luôn này. Uầy, vãi chưa? Có xe các bạn ơi. Uầy, bình tĩnh nào. Ok anh em. Rất là nhiều những cái trang bị ngon và chúng ta có tận 7 bóng keo luôn. Ngon không? Uầy, có tên từ máu rồi nè. Khá là ngon. Rồi nhá. Famas với lại ông ngắm 1x kết hợp với giảm thanh thì sẽ là một cái combo súng giết người đó anh em ạ. Ten. Lên trên con nào. 14 người trên nữa thôi anh em ơi, hôm nay cố gắng kiếm trận top 1 luôn nhá. Top 1 khởi đầu cho ngày 20 Tết. Hello kìa. À, cái đầu nhấp nhô cả. Làm sao quá chừng lên bản điểm số sớm nha em ơi. Từ anh em ơi. Nó ngay trên thôi đây là không phải ngại nhá. Ui, thằng bé đai luôn rồi. Vãi hàng thế. Là gì mà đai sớm thế. Kia là hòm sắt của nó thì phải. Thế thì bên trong trường học của người rồi. Dã man. Ui, đúng rồi anh em ơi. Bên trong cái trường học kia có người kìa. Mở nhạc hôm nay kiểu chơi game. Thằng này súng vãi trưởng. Đúng không anh em? Ui, ok. Khá là nhiều trang bị ngon nhá. Để mình coi nào. Rồi, có được MP40 rồi nhá. Ngon không anh em ơi? Có cây súng này thì bắn mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều so với cái cây MP5 đó. Lên xe thôi. Hello, đứa nào ở trong? Ra đây solo với anh nào. Đứa nào ở trong ra đây solo nhanh. Nào. Uầy, nó không thèm ra luôn anh em ạ. Mày làm sao? Ở trong thì ra đây solo với nhau nào. Uầy, chắc nó sợ. Ten. Kia đúng không? Đứa nào trên đấy? À, ngay trong trường học. Các bạn là giọng mình hôm nay thì hơi ngáo ngáo tí là mình ngủ dậy muộn anh em ơi. Ơ, nó không chịu chạy ra hả? Thế thì chú ở đâu rồi? Ơ, vãi hàng thế nhở? Ui anh em ơi, thằng bé nó trốn tôi đâu rồi? Thằng bé nó trốn tôi ở chỗ nào rồi đấy? Căng phết nhở? Cái này không đủ được đâu nha anh em. Ơ, chưa thấy này. Ui anh em ơi, thằng bé trốn đâu mà giữ ta? Ui, đào đâu ra người bây giờ nhở? Mình nhớ là nó chạy vào trong này cơ mà. Bây giờ mình chạy vào trong thì lại chẳng thấy ai cả. Kiểu vãi hàng thế. Ui đây à? Ok. Thôi xong rồi. Ngáo vãi em ơi. Làm sao này? Ui, vỡ đầu chưa? Buồn chưa em ơi? Vỡ đầu xương xương luôn nhở. Đây nhá. Đây là mình quấn máu đây anh em ơi. Đó, quấn luôn full cây cho nó ngon anh em. Quá là tuyệt vời luôn nhá. Đây, bây giờ để kẹo xem nào. Ngay phía trước mặt có người nha anh em ơi. Nhưng mà chúng ta phải hết sức là cẩn thận nhá. Cái này là phải cẩn thận anh em ơi. Không cẩn thận là xanh mộn lúc nào thì kẹo cũng không biết được đâu. Các bạn là fan này hơi căng thật. Lúc này thì chỉ còn lại có 8 người chơi nữa mà thôi. Uầy, để kẹo xem là loot xác có gì không nào. Ok, thêm được xíu đạn súng trường mọi người ơi. Uầy, đứa nào chạy con xe monster truck hộ báo vãi ra anh em ơi. Xuống xe nhanh. Thích hộ báo à? Thích hộ báo cáo trôn hả? Cơ hội dành cho kẹo đây rồi anh em ơi, để lên. Hai chúng nó đang solo với nhau nên là hai chúng nó không để ý đâu. Đây, một đứa vừa chạy qua đây luôn nhá. Nào, để coi. À đủ. Ui, đã hạ gục nhau luôn. Vãi thế. Căng thế. Căng như này em chơi. Ui, thôi xong. Hello. Ơ, nó chạy đâu rồi nhở? Ui, phía sau mình luôn. Vãi. Hơi căng đây à? Đây là làm sao? Chạy đâu hả em này? Ui, thôi xong rồi, lại có được cái mạng rồi. À không, nó làm sao mà tuổi gì cái mạng của kẹo này. Ui, thanh niên đậu xanh vỡ đầu luôn. Yes, tuyệt vời luôn nha mọi người. Phải còn là ngon lành nhá. Thằng bé kiểu nhảy qua tôi vê súng vào đầu cái thôi xong lên bảng luôn. Quá là buồn luôn anh em. Buồn không anh em nhở? Từ nào, để mình coi nào. Đấy, đứng tạm cho này đi. Đơn giản là ở ngoài thì bom đang rơi, ở trong nhà cho nó chắc ăn anh em. Khoai quá các bạn ơi. Mình hết bom keo rồi. Hết bom keo nên là pha này như này hơi khoai nhá.
Ok, tranh thủ lượm xem. Bọn này nó nghèo thật đấy. Tức là thằng này nó không có trái bông keo nào luôn. Ui, vãi thế. Chẳng hiểu sao chơi game. À, chúng nó xài hết bông keo rồi. Mình đến hơi muộn anh em. Ui, ngon. Ít ra là hiện tại thì mình vẫn lượm thêm được một trái bông keo anh em ơi. Ngon. Có bông keo có đỡ hơn không có. Thật sự luôn không có bông keo kiểu như là anh em dễ lên bài điểm số lắm. Gài mìn cả ở trong nhà thì kinh rồi. Anh lại sợ quá cơ nhở. Mấy thằng dơm dơm là sao mà sơn lại được anh xe ôm xí kẹo. Cơ bản là ngày hôm nay thì xe máy mình hỏng nên là lấy tạm ô tô nhá anh em nhá. Lấy tạm ô tô đi chở người nhá. Nào, bốn người trận nữa thôi anh em ơi. Cơ hội top 1 đang rất là gần rồi. Ui, thổ lái như mình thì có mà khách chạy mất dép luôn nhở. Thứ lên xe cái M249 thì đơn giản là một cái cây súng khó chơi nên là kẹo không chơi anh em. Xuống đây coi. Bốn thằng nữa thôi mà anh em ơi, không căng làm đâu. Xem như nào xử lý từng thằng một luôn này. Hello hello. Ở đây có ai không vậy? Ở đây thì còn thanh niên nào cũng vậy. Kẹo là kẹo không thấy. Nghe mày thấy mỗi đứa gọi được rôn thính này. Đang lượn lờ xung quanh coi. À. Và ở ngay phía trước mặt nhá. Ui 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 ui. Vãi thật. Anh em nhìn tôi lái xe đúng kiểu ngáo luôn. Ngáo thật sự luôn. Này. Chết dở anh em. Ở đây à. Ui vãi. Cái gì đây? Cái gì đây? Vãi hả? Yes. Ngon lành 10 kill. Ui. Cái gì đấy? Ui. Cái gì mà căng thế? Như này là mình bị kẹp thịt phía trước với lại phía sau rồi. Thôi xong. Vãi lúa. Như này sao chơi anh em? Mày trận đấu hải mây. Ui. Mày trận đấu hải mây. Tuổi gì em? Anh em chờ kẹo tí. Mình đang nghĩ là sẽ lên xe. Lên luôn anh em ơi. Lên luôn. Chạy xe qua vả nó thôi. Ui. Vãi anh ơi. Anh đừng xấy xe em. Có mỗi con xe chạy Grab kiếm tiền của em. Vãi cả trường. Thôi xong thằng bé vỡ đầu luôn. Ngon lành nhá. Ui. Anh ơi. Lại gặp thằng trên tròi nữa thể. Bây giờ muốn làm sao? À đây à. Anh tưởng chú ở trên tròi cơ. Dựng bông keo này. Thích dựng không hả em? Thích dựng không hả em? Cho chú dựng bông keo luôn nhá. Làm sao? Dựng bông keo thì cũng không tuổi nhá. Ok luôn. Ui. Vâng. Lúc này kẹo có 12 kill top 1 rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần xem là thằng cuối đang ở đâu thôi. Anh em thấy là đã đủ nóng chưa? Anh em thấy đủ căng chưa? Xem như nào lượm thêm bông keo nào. Rồi nha, chúng ta đã lại có thêm được bông keo này. Khá là ổn nhờ. Ok ok nhá. Slow slow anh em ơi. Một vết một giữa mình và thanh niên cuối cùng. Pha này là hơi bị căng thẳng đấy. Nói chung là kẹo sẽ cố gắng hết sức chơi cẩn thận anh em ơi. Ui. 50-50. Phần trăm cơ hội top 1 đâm ra là team mình cảm giác hồi hộp quá anh em ơi. Hơi bị hồi hộp này. Ui. Mình chưa nhìn ra thằng cuối đâu cơ nên là lên xe đi mọi người. Lên xe đi kiếm thằng cuối cùng nhá. Căng vãi ra nhờ anh em thử đoán xem. Nhưng mà kẹo nghĩ là thôi, cứ lấy xe chạy vào bo trước. Đấy. Bởi vì là bo cũng đang chuẩn bị thu lại rồi mà. Hiện tại thì nếu mà cái vòng bo này hai người thì vẫn còn khá là to anh em ơi. Nào. Có khi là nó ở căn nhà này anh em ơi. Ui, có một cái hòm sai anh em ơi. Vứt xe xuống chạy bộ. Nào. À, thằng bé ngay trên tầng. Thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Làm sao? Ăn no lựu đi em ơi. Hai trái lựu này. Mày chết với anh. Ok. Nào. Ăn no lựu đi nhé em ơi. Ăn no lựu nhé. Rồi làm sao? Kìa, cái chân. Cái chân. Ơ, vãi. Sao pha đấy mình mất máu thế? Vãi. Hình như là lỗi game rồi các bạn ơi, lỗi game rồi. Pha đấy mình mất máu mà. Vãi hàng thật. Bye bye anh em nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhé.